Trưởng khoa uống bia gây tai nạn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khai báo trung thực. Chiều 21 tháng 11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức vụ việc một trưởng khoa công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115 gây tai nạn giao thông khi có biểu hiện say xỉn. Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân 115 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố, sau giờ làm việc, bác sĩ Thờ là một trưởng khoa của đơn vị đi dùng cơm cùng với người thân và có uống bia ở bên ngoài. Sau đó, bác sĩ Thờ điều khiển xe ô tô cá nhân và đã gây ra tai nạn giao thông. Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu bác sĩ Thờ phối hợp khai báo trung thực với các cơ quan chức năng, chịu trách nhiệm khắc phục sự cố. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 chủ động xác minh vụ việc với Công an quận 10, tổ chức kiểm điểm xử lý theo đúng quy định của luật viên chức và báo cáo kết quả. Cũng theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Thờ có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và là thầy của nhiều y bác sĩ trẻ. Do đó, sự việc vừa xảy ra khiến cho nhân viên ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh lấy làm tiếc. Qua vụ việc trên, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông cho nhân sự, yêu cầu tất cả nhân viên y tế thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không được điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích. Như thông tin đã đưa, khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 11, một người đàn ông ngoài 40 tuổi lái ô tô mang biển kiểm soát 51G24481 trên đường Cao Thắng, quận 10. Khi vừa qua khỏi ngã tư giao với đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, chiếc ô tô va chạm với một xe máy do cô gái cầm lái. Tiếp đến, ô tô kéo theo xe máy chạy tông vào giải phân cách ngăn giữa hai làn đường Cao Thắng. Sau tai nạn, nam tài xế rời khỏi phương tiện và bị người dân địa phương giữ lại đợi công an đến. Riêng cô gái đã kịp nhảy khỏi xe máy nên không bị thương. Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô, hai phương tiện hư hỏng nặng. Theo người đi đường, trong lúc dừng đèn đỏ, tài xế ô tô bóp còi inh ỏi, biểu hiện không tỉnh táo khi gây tai nạn. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Để phục vụ dự án hồ thủy lợi Ngàn Chươi Cẩm Trang, hàng trăm hộ dân tại xã Hương Quang, nay là xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, phải chuyển đến vùng tái định cư cách đó khoảng 20 km. Theo chính sách thì người dân ra chỗ mới sẽ được giao đất rừng theo phương án tái định cư để sản xuất và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình cấp đất, chính quyền xã Hương Quang bị tố giao đất trái thẩm quyền, sai đối tượng khiến cho người dân rất bức xúc. Tìm hiểu phỏng vấn của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Giai đoạn 2015-2018, khi được biệt phái về làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Quang, không thuộc đối tượng được cấp đất rừng, nhưng ông Nguyễn Trường Thọ đã ký quyết định giao cho bản thân các lô đất 137, 138, 139 và 142 với tổng diện tích hơn 10 ha. Diện tích đất này đã được ông Thọ trồng keo và một số loại cây ăn quả. Mượn để sẵn trong các loại cây ăn quả để làm mô hình cho nhân dân học tập. Cái đất này là mượn chứ không phải là đất cấp, tôi cũng chẳng thuộc đối tượng cấp đất ở đấy. Trong giai đoạn 2015-2018, khi thực hiện giao đất rừng cho hộ dân thuộc đối tượng tái định cư của dự án Ngàn Chươi Cẩm Trang, Ủy ban nhân dân xã Hương Quang đã giao đất không đúng quy định cho hàng chục hộ dân với tổng diện tích khoảng 30 ha, trong đó có nhiều cán bộ xã như chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ địa chính, cán bộ y tế. Không có giấy tờ gì hết. Chỉ gọi là mượn thôi, mượn trên danh nghĩa là thống nhất với nhau trong cán bộ như thế để cho mượn để phát triển kinh tế. Cán bộ đảng viên là nhiều. Cán bộ nhiều. Rồi là thậm chí như người dân thì lại lợi dụng là mua bán thôi. Ví dụ như cho tiền cho anh địa chính về là có như anh địa chính là ông địa chính trước đấy là ông cấp cho thôi. Sau khi việc cấp đất sai quy định bị người dân phát hiện và phản ánh, một số hộ gia đình đã làm đơn trả lại đất. Năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Thọ Quang đã lập danh sách các hộ dân cấp đất sai đối tượng đề nghị trả lại cho chính quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, các hộ dân này vẫn đang canh tác trên diện tích đất đã được thu hồi hoặc tự nguyện trả. Lên thủ tục giấy tờ là thu hồi, nhưng mà cái này nói anh là cái tài sản đó. Cái tài sản đó có những nhà là họ chưa đến tuổi thu hoạch, cũng giống như cán bộ họ xin lại. Thực chất là có sai nữa, có làm việc đấy thì cũng tạo điều kiện cho dân. Không chỉ cấp đất rừng sản xuất trái quy định, chính quyền xã Quang Thọ còn để cho nhiều hộ dân xâm chiếm các lô đất ở tái định cư để trồng cây ăn quả nhưng chưa được thu hồi. Những sai phạm về đất đai cứ thế diễn ra, nhưng thay vì giải quyết triệt để thì chính quyền địa phương dường như lại tìm cách bao biện. Chính điều này đang gây bất bình trong dư luận.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở đất đá ở khu vực miền núi đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa lũ. Để đảm bảo an toàn, chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, kiên cố hóa các công trình có nguy cơ sạt lở, ghi nhận của phóng viên VTC 14. Tuyến đường dẫn vào thôn Nà Lạnh, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn thường xuyên xuất hiện những điểm sạt lở đất như thế này mỗi khi có mưa lớn. Ngoài việc chủ động san gạt, gia cố các điểm sung yếu, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đặt biển cảnh báo để người dân chủ động đề phòng. Nhờ vậy mà việc đi lại của người dân trong mùa mưa lũ đều đảm bảo an toàn. Đồi núi và sông suối trong cái khe nhỏ nên là rất hay có lũ ống lũ quét thì bà con cũng gặp nhiều khó khăn. Từ sản xuất với lại các cây trồng thì hay bị ngập lụt. Mỗi lần mưa như vậy thì cũng tuyên truyền bà con không nên đi ra sông, ra suối, không nên đi ra đồng, thám đồng. Trong thời điểm mưa thì nên ở tại khu dân cư. Còn đây là hiện trường xảy ra sạt lở đá trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố Phố Núi, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa vào cuối tháng 5 vừa qua. Những tảng đá lớn có đường kính từ 2 đến 4 mét từ trên cao dồn dập rơi xuống dưới. Người dân cho biết, đã nhiều năm nay, khu vực này chưa từng xảy ra sạt lở đá. Tuy nhiên, mưa lớn trên diện rộng đã khiến đất đá trôi xuống đường. Đến nay, chính quyền địa phương đã hoàn thành việc xử lý, tránh nguy cơ sạt trượt trở lại trong mùa mưa. Mưa gió thì cũng cảnh giác, phải để ý, ra nhìn, không có thì cũng không biết là như thế nào, đá nó lại lan tiếp thì biết đường nào mà tránh. Qua cái sự việc xảy ra đá này, thì tôi đề nghị đối với các cấp các ngành, từ tỉnh cũng như huyện là thường xuyên là kiểm tra trong hệ thống dây núi đá này để làm sao phát hiện những nơi mà có đá tầng đá xếp nguy hiểm, nó do cái phong đá nó quá trình trong cái thời tiết này, rồi sau cái rừng phong hóa này, rồi do động đất vân thì nó sẽ trơ đá ra và rơi không biết lúc nào, thì mong rằng các cấp ngành thường xuyên để mà kiểm tra để hạn chế cho cái ảnh hưởng đá rơi xuống ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người dân. Để tránh sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã liên tục ban hành các công điện hỏa tốc, văn bản chỉ đạo huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình, nguy cơ để có giải pháp di dời người dân đến nơi an toàn. Đối với các vùng mà nguy cơ bị sạt lở thì thứ nhất là tỉnh Thái Nguyên chúng tôi đã cơ bản là lãnh đạo đã chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn đã rà soát, tuyên truyền cảnh báo người dân là thứ nhất là trong cái xây dựng là phải tránh những các cái vùng bị nằm trong cái vùng mà có nguy cơ bị sạt lở. Thứ hai nữa là khi có cái vùng sạt lở là ưu tiên đảm bảo về con người, sau đó đến tài sản, và cũng có cái khuyến cáo với bà con là khi xây dựng là phải có ý kiến của chính quyền địa phương, tránh cái việc là nhân dân tự san gạt hoặc là đào những cái đồi núi để mà xây dựng. Khu vực miền núi phía Bắc có địa hình đất dốc với nhiều núi cao hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Do đó, việc chủ động ứng phó từ sớm, từ xa là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai, mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề xuất với Ngân hàng Nhà nước một số giải pháp về tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Trong số này có việc xem xét mở rộng hơn một số đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Cụ thể, đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá 3 tỷ đồng một căn và có ưu tiên cho người mua căn nhà đầu tiên. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng lấy nguồn từ các ngân hàng thương mại đang triển khai cho vay chủ đầu tư nhà ở xã hội và người dân. Gói này lãi suất ưu đãi khoảng 7,7% một năm với người mua thuê mua nhà và 8,2% một năm với chủ đầu tư nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hiện nay gói vay tín dụng này đang gặp khó khăn do một số điều kiện vay vốn và thiếu các dự án nhà ở xã hội để giải ngân. Do đó, đề xuất mở rộng đối tượng sang cả nhà ở thương mại của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mở rộng điều kiện vay, tạo điều kiện cho nhiều người có nhu cầu mua nhà ở được tiếp cận. Đồng thời, hiệp hội này đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội 110.000 tỷ đồng để thực hiện luật nhà ở dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và để thực hiện chương trình phát triển tối thiểu 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ 2021 đến 2030.